Theo báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2023 của Liên Hợp Quốc, quốc gia nào là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới? Bhutan, Đan Mạch, Israel hay là Phần Lan? Xin mời bạn. Em đang nghiêng về Bhutan. Nghiêng về Bhutan? Dạ. Thật sự là em năm 2023 thì em chưa cập nhật. Trước đó thì em có nghe những năm trước thì Bhutan là quốc gia hạnh phúc nhất. Còn Phần Lan và Đan Mạch cũng là những quốc gia Bắc Âu và dân trí rất là cao, đời sống rất là cao. Israel thì em nghĩ là không. Tức là em cũng đang loại trừ được phương án C. Vậy em thì còn 3 phương án còn lại. 3 phương án còn lại. Em xin sử dụng quyền trợ giúp là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Hỏi ý kiến các nhà thông thái. Yeah. Vâng, tôi nghĩ là hợp lý. Chúng tôi sẽ phải được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chào nhà thông thái ạ. Vâng, xin chào. Người chơi của chúng tôi đã gặp một chút khó khăn với câu hỏi của chương trình. Hai anh sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vâng, hai nhà thông thái và người chơi sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, bắt đầu. Theo báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2023 của Liên Hiệp Quốc, thì quốc gia nào là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2023 nha hai anh? Bhutan, Đan Mạch, Israel hay là Phần Lan ạ? Không phải Bhutan, không phải Đan Mạch, dù Đan Mạch luôn luôn ở trong cái chỉ số rất là cao. Không phải Bhutan ạ, không phải Bhutan, không phải Israel. Đã bán D nhá, Phần Lan. Dạ, Phần Lan. Em có nhớ là Bhutan nhưng có lẽ không phải là năm nay. Ngày xưa. Dạ. Không phải bây giờ. Năm 2023 năm nay. Đúng rồi. Dạ. Phần Lan đi. Phần Lan. Dạ. Em cảm ơn ạ. Dạ, em tin vào sự tư vấn của hai nhà thông thái, em chọn phương án D là phương án cuối cùng của mình. D. Phần Lan. Phần Lan. Thực ra các nhà thông thái cũng chưa thống nhất lắm. Dạ. Thì đoạn cuối thì tự nhiên là bạn Hà Việt Hoàng lại nói rằng là Bhutan. Bạn nhớ như vậy nhưng không biết có phải 2023 không? Dạ. Em cũng nhớ như vậy mà chắc không phải năm nay nữa. Và phương án D là phương án chính xác, thì chúc mừng bạn. Bhutan thì có vẻ nổi tiếng với lại hạnh phúc quốc gia, tổng hạnh phúc quốc gia vì họ coi cái chỉ số đấy mới là chỉ số họ phấn đấu. Thế nhưng mà theo thông tin tôi có thì Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới lần thứ 6 liên tiếp. Tức là 6 năm qua, quốc gia này là đứng đầu thế giới về chỉ số hạnh phúc. Ở Việt Nam chúng ta đứng hàng thứ 65 và đã tăng 12 bậc so với năm 2022. Cứ cái đà này thì độ khoảng mấy năm nữa thì anh em mình cũng sẽ lên thứ nhất thôi. Chúng tôi sẽ phép được kết nối lại với hai nhà thông thái ạ. Xin chào nhà thông thái, xin chúc mừng anh đã thực hiện thành công. Vâng, xin chào. Vâng, dạ, cảm ơn anh. Còn lăn tăn gì không em? Không ạ, tại vì thực ra đúng như anh nói là có thể nó là hai cái chỉ số nó gần gần giống nhau nên là em đã có một chút nhầm lẫn ở đây. Thế nên là khi mà anh Ngọc có đáp án là Phần Lan thì em cũng nghĩ rằng là đấy là một cái phương án chính xác. Vâng, xin cảm ơn các nhà thông thái ạ. Vâng. Dạ, em cảm ơn anh.